Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nậm Nhùn ổn định đời sống người dân sau sắp xếp dân cư. Công an huyện Than Uyên đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm phòng chống mua bán người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, năm học 2023-2024 là năm học mà ngành giáo dục và đào tạo Lai Châu gặt hái được nhiều thành công. Và cũng là năm đầu tiên Lai Châu có học sinh đoạt giải nhất, giải nhì môn lịch sử và giải nhì môn hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, trung học phổ thông, năm học 2023-2024. Và có học sinh đoạt huy chương vàng tại Hội khỏe phù đồng toàn quốc khu vực 1 năm 2024. Đây đều là những hạt giống đỏ, những bông hoa đẹp của ngành giáo dục và đào tạo vùng cao Lai Châu, xuất hiện từ các phong trào thi đua mà ngành giáo dục phát động. Những bông hoa vùng biên đang khoe sắc thắm sau 20 năm chia tách và thành lập tỉnh. Em Sùng A Tu, dân tộc Mông, lớp 9A1, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Giào San, huyện biên giới Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, sinh ra trong gia đình nghèo tại bản Sỉnh Sảng A, có 6 anh em và Tu là con trai út trong gia đình. Không thuộc diện ăn bán trú nên hàng ngày A Tu phải đi bộ quãng đường gần 4 km để đến trường. Khó khăn là vậy nhưng với ý chí, lòng kiên trì và ước mơ chinh phục tri thức, 9 năm học vừa qua, A Tu vẫn chăm chỉ đi học đều đặn, ngày nắng cũng như ngày mưa, tiếp thu các kiến thức mà thầy cô giáo giảng dạy. Với sự nỗ lực 9 năm học, em là học sinh xuất sắc, 2 năm liền đạt giải 3 cấp tỉnh môn địa lý. Con sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, ở nhà thì có nhiều anh chị em, nhà em có 6 anh chị em và chỉ duy nhất một mình em được đi học. Và em đã thật sự cố gắng cho học tập và vươn lên để chiến thắng cái hoàn cảnh khó khăn trong gia đình. Ước mơ của em là trở thành một thầy giáo để sau này thành công thì sẽ về dạy để thay đổi vận mệnh của bản em. Lê Thị Thảo là cái tên được nhắc nhiều nhất trong năm 2023-2024 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn nói riêng và ngành giáo dục đào tạo tỉnh Lai Châu nói chung. Em là niềm tự hào của thầy cô giáo trong trường và gia đình khi đã giành giải nhất đầu tiên của tỉnh trong bộ môn lịch sử với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024 với số điểm 16,75. Em Lê Thị Thảo cũng là học sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia đầu tiên kể từ sau 20 năm chia tách thành lập tỉnh Lai Châu. Để nhận được phần thưởng quý giá này thì em gửi lời cảm ơn rất nhiều đến ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô của các bộ môn dạy em thì cũng đã rất là động viên, an ủi và quan tâm giúp đỡ em, và đặc biệt là sự giúp đỡ dạy dỗ của các thầy cô của bộ môn lịch sử ạ. Và em cũng đã cố gắng và nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ cũng động viên rất nhiều ạ. Thì em cũng rất là cảm ơn ban giám hiệu, thầy cô, nhà trường và bố mẹ em thì đã giúp đỡ em để em có thể đạt được kết quả cao như ngày hôm nay ạ. Năm học 2023-2024, các phong trào thi đua được các đơn vị giáo dục trường học trong toàn tỉnh triển khai thực hiện sâu rộng từ vùng thuận lợi đến vùng đặc biệt khó khăn biên giới đã phát huy được tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm học. Các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập được duy trì trong các đơn vị, trường học nhằm khơi dậy tinh thần hăng say trong giảng dạy của thầy cô giáo, ý thức sáng tạo trong học tập của học trò. Hàng nghìn học sinh đã tích cực tham gia và đạt kết quả cao trong các kỳ thi, cuộc thi như các kỳ thi chọn học sinh giỏi từ cấp huyện đến cấp tỉnh, cấp quốc gia và các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia cũng như các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao các cấp. Từ các phong trào thi đua cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo và các học sinh tiêu biểu, điển hình trong giảng dạy, trong học tập và rèn luyện, góp phần thực hiện tốt cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Và cũng tại lễ vinh danh cán bộ quản lý giáo viên tiêu biểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày 20 tháng 11, tỉnh Lai Châu có 3 thầy cô giáo được tham dự, trong đó có một giáo viên tiêu biểu được lựa chọn phát biểu đại diện cho các thầy cô giáo tại lễ tuyên dương diện kiến Thủ tướng Chính phủ, và có 6 học sinh đại diện cho các dân tộc thiểu số tiêu biểu được dự lễ tuyên dương tại Hà Nội, và tại lễ tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu trong các phong trào thi đua
có 4 giáo viên, 5 học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc và có 3 học sinh đạt thành tích cao tại Hội khỏe phổ đồng cấp tỉnh và toàn quốc khu vực 1 và có 190 học sinh tiêu biểu ở các cấp học được đón nhận bằng khen, giấy khen và các phần thưởng. Trong lễ tuyên dương năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo Lai Châu có thêm 190 em được vinh danh. Các em là những bông hoa tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước. Cho dù có rất nhiều em có hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, song các em đã luôn cố gắng nỗ lực rèn luyện, vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Các em xứng đáng với danh hiệu con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, những năm gần đây, đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bản Hòn, huyện Tam Đường đã trở nên khá giả. Trong đó, cây cam đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây, giúp người dân nâng cao thu nhập và dần hình thành vùng cây ăn quả trên địa bàn. Là một trong những hộ tiên phong đi đầu tham gia dự án trồng cam ở xã Bản Hòn, gia đình anh Lò Văn Sọn ở bản chăn nuôi. Năm 2013 đã chuyển đổi gần 3.000 m2 đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng 150 cây cam. Nhờ chủ động thăm vườn, phát hiện sâu bệnh sớm và bón phân, cắt tỉa cành đúng kỹ thuật, nên cây cam của gia đình anh cho ra quả nhiều, đều, mọng nước. Trung bình mỗi cây cho từ 20 đến 30kg quả. Từ bán cam mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Để phát triển kinh tế thì cây cam thì nó cũng là cây mũi nhọn, nói chung là để thu nhập cho gia đình. Phát triển kinh tế thì nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của bà con ở bản chăn nuôi. Thế thì cũng sau khi được trồng cam thì gia đình tôi thì cũng chăm sóc và bảo vệ. Thế thì cũng riêng cây cam thì cũng đem lại kinh tế cho gia đình thì nó cũng không phải là lớn lắm, nhưng mà so với cây khác thì nó cũng đủ cho thu nhập gia đình. Gia đình tôi thì tôi cứ tính bình quân mấy cây trong một năm thì nó cũng được là 30kg trên một cây. Trước đây hơn 1 hecta đất đồi của gia đình bà Lò Thị Seng cũng ở bản chăn nuôi, xã Bản Hòn, huyện Tam Đường, một phần để trồng ngô, một phần chỉ bỏ trống không canh tác, do đó hiệu quả sản xuất không cao. Được cấp ủy chính quyền tuyên truyền vận động, gia đình bà cũng đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng hơn 600 cây cam, giúp gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Gia đình bà trồng cam, so với cây trồng khác thì cây cam mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ trồng cam thì mỗi năm gia đình được hơn 100 triệu, từ đó giúp cuộc sống gia đình được ổn định hơn. Giống cam được trồng ở đây là giống cam V2, được chọn tạo từ giống Valencia Olinda, làm sạch bệnh qua vi ghép. Cây khỏe và năng suất cao hơn giống gốc, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống cam chính thức. Đây là giống cam ngọt, chín muộn, có khả năng thích nghi rộng, kháng bệnh tốt, thu hoạch muộn hơn, từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Được biết, người dân tham gia dự án được hỗ trợ về 100% giống, hỗ trợ phân bón trong 3 năm đầu, được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Nhờ đó, cây sinh trưởng, phát triển tốt, phân nhánh đều, cây cân đối, khả năng ra hoa và đậu quả cao. Đến nay, toàn xã có trên 40 hectare sản lượng quả đạt khoảng 500 tấn một năm. Trong thời gian vừa qua, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bà con nhân dân trên địa bàn tích cực chuyển đổi cái cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi cũng như là chuyển đổi cái cơ cấu trong lĩnh vực lao động. Thì trong đó thì thời gian vừa qua thì chúng tôi tập trung chỉ đạo bà con nhân dân tập trung phát triển sản xuất một số cây trồng mũi nhọn theo hướng hàng hóa, phát triển hàng hóa chủ lực của huyện. Trong đó là tập trung vào phát triển diện tích cây chè, cây mắc ca, cây chanh leo cũng như là diện tích cây cam ở trên địa bàn. Thì qua đó là góp phần nâng cao thu nhập cũng như là ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân, cải thiện cái cuộc sống của bà con nhân dân trên địa bàn. Sau 10 năm bén rễ trên đất Bản Hòn, cây cam đã và đang phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Cây cam không chỉ giúp người dân xóa đói, giảm nghèo mà còn giúp người nông dân làm giàu trên quê hương của mình, góp phần cùng với cấp ủy chính quyền xã hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra. Xác định cây chè là cây thế mạnh chủ lực để phát triển kinh tế của huyện,
Trong những năm qua, huyện Tân Uyên đã không ngừng tuyên truyền, vận động các công ty, hợp tác xã và nhân dân các dân tộc tập trung chăm sóc, bảo vệ và trồng mới các diện tích chè. Bên cạnh đó, việc xây dựng các điểm check-in, điểm view các tuyến đường trồng cây, trồng hoa tại các đồi chè để phục vụ nhu cầu tham quan thưởng lãm của người dân và du khách cũng được huyện quan tâm chú trọng. Xã Phúc Hoa, huyện Tân Uyên hiện có 6 bản với 650 ha chè kinh doanh. Đây được coi là một trong những địa phương có diện tích chè lớn và đẹp nhất của huyện. Bên cạnh việc vận động nhân dân tập trung chăm sóc bảo vệ cây chè để tăng cao thu nhập, Ủy ban nhân dân xã Phúc Hoa cũng đã xây dựng được 6 điểm check-in tại các đồi chè, đã tiến hành trồng được các loại cây như hoa anh đào, hoa ban hay hoàng yến để phục vụ nhu cầu tham quan thưởng lãm, chụp ảnh của du khách thập phương khi đến với các đồi chè của xã. Để phát triển du lịch gắn với vùng chè trên địa bàn xã thì cũng đã đạt được kết quả nhất định về phát triển du lịch trên địa bàn. Hàng năm cũng đã có các du khách của trong nước và quốc tế cũng đã đến vùng chè và đã phát triển một bước, và các điểm check-in và vùng chè cũng đã có cái hiệu quả bước đầu. Để nội dung phát triển hơn thì xã cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xây dựng những cái bungalow trên đồi chè và các điểm check-in hấp dẫn và du khách hơn, và tổ chức các điểm du lịch trải nghiệm sao chè tại các đồng bào dân tộc tại các bản. Đây cũng là địa phương được huyện Tân Uyên lựa chọn tổ chức lễ hội trà và tuần văn hóa du lịch thường niên. Qua hoạt động của các lễ hội là một điểm nhấn tạo thu hút được đông đảo người dân và du khách đến với huyện nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đến với lại cái lễ hội trà của huyện Tân Uyên, nhưng mà thật ra là được đến đây là tôi thấy rất là ấn tượng, nhất là về lễ hội tổ chức có cuộc thi hái trà, cuộc thi sao trà, tất cả các quy trình trong để ra những chén trà ngon thì đều tôi thể hiện ở đây. Tôi cũng đã được thưởng thức trà ở đây, tôi là ấn tượng. Huyện Tân Uyên có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, tạo nên một nét đặc trưng đa văn hóa sinh động, màu sắc là một yếu tố quan trọng cho phát triển du lịch văn hóa tín ngưỡng. Khí hậu ôn đới là điều kiện thuận lợi phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Hiện huyện đang dành quỹ đất để xây dựng các cơ sở du lịch có tiềm năng và lợi thế như điểm du lịch nước nóng Bắc Ta, Trung Đồng, Thân Thuộc, dự án khu hang động Pu Lán Bó, xã Trung Đồng. Đặc biệt là định hướng phát triển kinh tế thì cây chè đang là cây trồng chủ lực của huyện. Trong đó, phát triển cây chè gắn với phát triển du lịch đang được huyện Tân Uyên ưu tiên chú trọng. Đối với Tân Uyên thì chúng tôi xác định cây chè là cây trồng chủ lực của địa phương. Chính vì thế cho nên là những năm qua thì cùng với sự phát triển chung của các cây trồng khác thì chè được chúng tôi xác định là cây trồng chủ lực. Chính vì vậy cho nên là để tăng cái năng suất, cái sản lượng, tăng cái giá trị của cây chè, chúng tôi đang hướng đến cái việc là gắn với cây chè và gắn với du lịch. Thì đối với du lịch thì hiện nay là chúng tôi đang đầu tư các cái hạ tầng về giao thông đến các cái vùng chè và những cái điểm view thì chúng tôi cũng đã lựa chọn các cái điểm view để du khách đi lại được thuận lợi, và đến với địa phương thì có những nhiều cái điểm view đẹp để check in. Và hiện nay đối với Tân Uyên thì chúng tôi đang kêu gọi các cái nhà đầu tư liên quan đến chè để gắn cây chè với cái sản phẩm du lịch của huyện. Việc phát triển cây chè gắn với phát triển du lịch đang là hướng đi đúng để giúp cho huyện Tân Uyên tạo được thương hiệu, quảng bá được hình ảnh mảnh đất, con người và sản vật đến với du khách trong và ngoài nước, qua đó giúp cho đời sống của nhân dân không ngừng đổi thay, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện ngày một khởi sắc đi lên. Thưa quý vị và các bạn, với địa hình chia cắt, những năm trước đây, huyện Nậm Nhùn chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai, làm nhiều hộ dân mất nhà cửa, mất đất sản xuất. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhiều khu tái định cư, điểm giãn dân, sắp xếp dân cư được xây dựng mới, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Nhất là những hộ dân nằm trong vùng thiên tai, nguy hiểm, khu vực biên giới của huyện, đã và đang được bố trí đến nơi ở mới an toàn và phù hợp. Trong đó có các điểm giãn dân tập trung thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, giúp các hộ dân an cư, lạc nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Nằm trong khu vực có nguy cơ lũ quét do sinh sống gần sông suối của xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Cách đây 2 năm, gia đình bà Hoàng Thị Doanh đã được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng để di chuyển về điểm giãn dân tập trung, ổn định dân cư bản Nậm Cầy. Những phấp phỏng lo âu mỗi khi trời có mưa to, lũ quét của gia đình bà, cũng như 101 hộ chuyển về đây, đã không còn nữa. Đảng và nhà nước chuyển chúng tôi về đây, giãn dân về đây, chúng tôi cũng là
đời sống chúng tôi bây giờ cũng yên ổn rồi. Năm nay làm ruộng nương cũng được mùa. Chúng tôi từ nay đi ăn no mặc ấm. Cảm ơn có nhà nước hỗ trợ đường điện, nước sạch nữa. Chúng tôi cũng cảm ơn. Khu sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm ở bản Nậm Cầy hiện đã có 101 hộ dân về sinh sống. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đầy đủ với điện, đường, nước sạch, nhà văn hóa, cùng nhiều hạ tầng thiết yếu khác lên tới hàng chục tỷ đồng, đã giúp người dân thêm phấn khởi, yên tâm gắn bó với nơi ở mới. Tuy nhiên, tại địa bàn xã Nậm Hàng, hiện còn 57 hộ đồng bào dân tộc Mông của bản Khuổi Van sinh sống trên núi cao. Nằm trong vùng có nguy cơ cao sạt lở trong mùa mưa lũ, cần được ưu tiên bố trí dân cư, nhằm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. 57 hộ đã đồng thuận cam kết di rời đến điểm sắp xếp dân cư mới. Nhưng hiện đang vào thời điểm mùa mưa, nên tiến độ san gạt mặt bằng điểm giãn dân này gặp nhiều khó khăn. Mùa mưa đi lại thì cũng khó khăn và cũng ảnh hưởng đến tình hình sản xuất này, rồi là đường đi lại, đường xá đi lại này cũng rất là khó khăn. Mong muốn nhà nước để ổn định cái mặt bằng sớm để bà con chúng tôi xuống tập trung đấy, cho nó ổn định. Trong thời gian qua thì cũng được cấp trên quan tâm thì sắp xếp dân cư chỗ điểm Nậm Cầy thì đến giờ phút này là cũng hoàn thiện, đã được đầu tư đồng bộ và cuộc sống của nhân dân đã ổn định. Tuy nhiên điểm Hồi Van tuy đã được Đảng nhà nước quan tâm nhưng mong muốn của cấp ủy chính quyền xã là sớm hoàn thiện mặt bằng để nhân dân di chuyển đến nơi ở mới được ổn định cuộc sống hơn. Phòng ngừa chủ động và ứng phó kịp thời với thiên tai, hàng năm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn chỉ đạo các xã chủ động ra soát các khu vực có nguy cơ ngập ống, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để di rời nhà ở của người dân đến nơi an toàn. Cắm biển cảnh báo vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở đất để nhân dân biết. Đối với các điểm sẽ bố trí dân cư cũng đang được các đơn vị liên quan khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt bằng. Tại điểm sắp xếp dân cư ổn định bản Hồi Van thì đã thi công được 20% rồi. Thì đây hiện tại đang vào mùa mưa thì chúng tôi sẽ cố gắng đôn đốc nhà thầu thi công lợi dụng những cái hôm mà trời nắng sẽ thi công cho kịp tiến độ được xây dựng để cho khoảng vào giờ khoảng tháng 10 sẽ hoàn thành mặt bằng rồi phân lô để cho bà con xuống trong năm nay. Mặc dù việc di chuyển sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm còn những khó khăn nhất định, nhưng với những chính sách hỗ trợ phù hợp, huyện Nậm Nhùn đang nỗ lực để các hộ dân trong khu vực phải di chuyển có điều kiện tốt nhất, sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Thưa quý vị, với phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, nạn nhân của tội phạm mua bán người chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Bởi vậy, thời gian qua, Công an huyện Than Uyên luôn chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm phòng chống mua bán người. Ghi nhận chi tiết của phóng viên thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội mua bán người tuy không mới nhưng lại ngày càng tinh vi xảo quyệt. Phổ biến vẫn là lừa tìm việc nhẹ lương cao, môi giới lấy chồng nước ngoài, đẻ thuê, núp bóng từ thiện nhân đạo, mua bán nội tạng, trẻ em, người ăn xin có đối tượng chăn dắt. Trên thực tế, tình trạng phụ nữ và trẻ em dễ sa vào cạm bẫy của tội phạm buôn người, hầu hết bắt nguồn từ một số nguyên nhân. Như do hạn chế về nhận thức trước những chiêu thức tinh vi của tội phạm mua bán người. Trẻ em, thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm dạy dỗ của gia đình. Ham lợi ích vật chất, thích việc nhẹ lương cao. Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này, Công an huyện Than Uyên xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và cũng là một trong những giải pháp mang lại hiệu quả nhất. Công an huyện Than Uyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là đội hình sự Công an huyện Than Uyên đã xuống tất cả các cơ sở trên địa bàn huyện Than Uyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động đến tất cả các bà con nhân dân đóng trên địa bàn xã, thị trấn và để bà con nhân dân nắm được các phương thức thủ đoạn trong cái công tác coi như là các tội phạm mua bán người thường áp dụng. Và bên cạnh đó thì đặc biệt Công an huyện Than Uyên chú trọng tuyên truyền sâu vào các lứa tuổi học sinh đóng trên địa bàn
cũng đã phối hợp các ban ngành đoàn thể, nhất là hội phụ nữ trên địa bàn huyện tuyên truyền rõ cái việc coi như là các đối tượng đã lợi dụng các sự thiếu hiểu biết của bà con nhân dân đến coi như thực hiện các hành vi phạm tội. Từ đó thì công an huyện Than Uyên đã đưa ra biện pháp để cho bà con nhân dân nắm bắt được cái việc này, và từ đầu năm đến giờ thì công an huyện Than Uyên đã không ghi nhận vụ việc nào liên quan đến tội phạm mua bán người và đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ. Trên cơ sở nâng cao nhận thức phòng chống tội phạm mua bán người cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là phụ nữ và trẻ em, công an huyện Than Uyên đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ và chỉ đạo cụ thể công an các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tội phạm mua bán người bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Trong đó chủ yếu tập trung tuyên truyền, làm rõ về thủ đoạn của tội phạm mua bán người, các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Sau khi triển khai kế hoạch của công an tỉnh cũng như là công an của công an huyện về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến tội phạm mua bán người như xâm phạm tội phạm liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thì lực lượng công an xã đã triển khai đến các thôn bản và tiến hành họp bản. Tại các bản thì chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến các tội xâm phạm về an ninh trật tự, là như tội là mua bán người, tội phạm hình sự là như tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên các trang mạng xã hội. Thì qua đó thì giúp bà con nhân dân triển khai được, nắm bắt được các nội dung, hình thức và cách thức là hậu quả của các tội phạm trên. Từ trước tới nay thì bản mừng một chúng tôi luôn thường xuyên được cán bộ xã công an xuống tuyên truyền và phổ biến về các hình thức lừa đảo mua bán trẻ em và phụ nữ qua mạng internet này, để phòng tránh không bị lừa đảo đi dụ sang làm bên nước ngoài này. Mình đi làm ấy, để làm bên đấy là làm không công cho họ, kiểu họ mua bán mình sang bên đấy thì bán từ chủ này sang chủ khác, thì từ đó thì chúng tôi cũng rút được kinh nghiệm là tuyên truyền phổ biến cho bà con nhân dân, bà con em để phòng tránh không bị đôi kéo đi mua bán. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ 4.0 ngày càng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.